Xin chào các bạn, tôi là Bùi Ngọc Hân, quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến corashop24h.com. Thưa các bạn, video hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về cái tác dụng tuyệt vời của trà hồng sâm cũng như là cái cách sử dụng trà hồng sâm. Vâng, thưa các bạn cũng biết rằng trà hồng sâm là một cái loại thức uống bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp cho chúng ta bồi bổ cơ thể, và vì là nó làm được được làm từ cái tinh chất của củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc, rất là chất lượng, cho nên là nó giúp cho cơ thể chúng ta phục hồi nhanh chóng sau khi mà ốm yếu mệt mỏi, hoặc là nó nâng cao cái sức đề kháng, cũng như là nó giúp cho cái bộ máy tiêu hóa của chúng ta nó tốt hơn. Vâng, và trà hồng sâm nó là một cái thức uống rất là dễ uống, nó thơm và nó dễ mang đi, dễ vận chuyển khi mà các bạn muốn sử dụng, mà rất dễ sử dụng, đơn giản và tiện lợi, đúng không ạ? Các bạn có thể mang theo mình khi mà đi làm này, cũng như là những cái chuyến đi công tác gì đó thì đều là rất dễ sử dụng, dễ mang đi. Và cái cách sử dụng của nó làm sao để cho trà hồng sâm phát huy cái tác dụng tốt nhất, thì chúng ta có hai cái cách dùng đối với hồng sâm. Cách thứ nhất thì các bạn có thể dùng cái hồng sâm khô làm trà, thì các bạn sắt lát nhỏ với cả sau đó thì hãm với nước, hoặc là sắc. Nếu mà tốt nhất là các bạn nên sắc độ khoảng 5-10 phút thì với cái lửa nhỏ thôi, thì sau đó thì các bạn sẽ có thể dùng thay nước uống hàng ngày. Thế hoặc là các bạn có thể dùng cái loại trà hòa tan, chúng tôi có cái loại trà gói hòa tan, đúng không ạ? Thì các bạn nên dùng 1 đến 3 gói một ngày và uống không phụ thuộc vào bữa ăn, cho nên là các bạn có thể dùng bất cứ lúc nào, nhưng không nên dùng buổi tối các bạn ạ. Bởi vì là các bạn biết là sâm thì nó có rất nhiều cái chất, đúng không ạ? Nó làm cho chúng ta cảm thấy thư thái nhưng lại cảm thấy là rất là đầu óc rất là thoải mái, thì lại có thể dễ gây mất ngủ đối với những người mà hay bị cái chứng mất ngủ, đúng không ạ? Thì chúng ta lại không nên dùng buổi tối. Thế còn trà hồng sâm nó có cái tác dụng là cân bằng huyết áp, nhưng lại không nên dùng đối với những người bị cao huyết áp. Vâng, bởi vì là nó sẽ kích thích cái huyết áp nó tăng lên một chút thì sẽ là không nên. Và chúng ta những người huyết áp thấp thì rất là nên uống, đúng không ạ? Đấy là những cái hướng dẫn rất là cơ bản về trà hồng sâm và cách sử dụng của trà hồng sâm. Vâng, để biết thêm thông tin về trà hồng sâm cũng như là những cái sản phẩm bổ dưỡng sức khỏe khác của Hàn Quốc, mời các bạn truy cập vào trang web korashop24h.com hoặc gọi điện thoại tới số 0979 149 256 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.